Đây. Để phá những bức tường của những gỗ tấn này, đây gỗ gỗ tắc gỗ cẩm đấy. Tôi được tắc. Cái đấy cầm 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 đó thì anh thờ phải khéo léo dựa mai cưa đó. Được, đầu tiên là mình phải dựa cưa mai bẻ cho nó độc cho nó phá nhanh đi. Đây là việc phá tường. Chúng ta phải phá như thế này cho nó nhanh lên nhé. Rồi, dùng cưa này để phá. Phá sơ đồ. Sau đó thì chúng ta mới đục hoàn thiện bức tường như thế này. Bức này thì được phá để đục cầm. Đó. Gỗ này thì rất là cứng. Gỗ cầm rất là cứng nha mọi người. Đây. Đây là được đầu. Chúng ta phá với cần có cưa để phá như thế này. Để tạo ra một bức tường từ một cọc gỗ. Gỗ hình gỗ thức như thế này chúng ta qua bàn tay của anh thờ thì xong quá trình sẽ tạo nên một bức tường duy lạc rất là có hồn đó. Họ xong rất cứng, gỗ rất cứng. Không cọc ni này. Thả bóng xong rồi.
sau quá trình dùng chưa thì dùng bây giờ dùng cho chúng máy soi để đi để nhận đường chi tiết rõ hơn nha mọi người. Đó, để đi các chi tiết rõ của bức tường đấy. Ở phần này thì chúng ta đi ra từng chi tiết và từng bộ phận như là đầu, thân, tay chân. Đó, sau quá trình đi thả bằng máy chưa thì bây giờ chúng ta dùng máy soi này để đi ra từng chi tiết của cả bộ phận của một bức tường. Chúng ta sẽ dùng đến máy soi nhỏ nhé mọi người để khắc họa chi tiết hơn về phần đầu của bức tường. Đó, khắc họa những bức chi tiết nhỏ hơn. Về mặt trước thank you.
Cắt bỏ ra những chi tiết nhỏ xuống bắt lên ghế đó mày đục nhỏ vậy. Hôm nay anh thử đọc khai xuân bờ bạc đầu năm tốc lục thọ đấy. Mọi người có nhu cầu đọc khai tạc xương thì đem tới liên hệ anh nha. Đấy, địa chỉ tại thôn Hai Vĩnh Thanh, ngay gần trường tiểu học. Phúc lục thọ.